Xin chào mọi người, hôm nay thì mình đang có ở đây là chiếc Bauer Enwicking P5S2, một cái mẫu tai nghe không dây cao cấp của thương hiệu đến từ Anh Quốc này. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách sử dụng chiếc tai nghe này nhé. Đầu tiên là để ghép đôi với thiết bị thì mọi người sẽ mở nắp hộp ra và để ý giúp mình là ở giữa hai cái tai nghe sẽ có một cái phím bấm nhỏ ở đây. Thì đây chính là cái phím bấm để chúng ta trả tai nghe về chế độ pairing cũng như là reset tai nghe. Chúng ta sẽ ấn giữ đến khi nào mà cái đèn báo này nó hiện màu xanh dương là khi đó tai nghe đã sẵn sàng để ghép nối. Mọi người bật Bluetooth ở trên điện thoại và chúng ta sẽ tiến hành dò tìm như thông thường thôi. Ở đây thì tên thiết bị nó là PE5S2 và mình đã có ghép đôi sẵn nó rồi và mình chỉ cần ấn vào để ghép lại thôi. Còn nếu như bạn lần đầu ghép nối thì nó sẽ hiện ở cái mục thiết bị khả dụng này nha. Và sau khi ghép đôi thì chúng ta sẽ lấy hai tai nghe ra và sử dụng như bình thường. Ở đây thì mình thấy là codec họ đang để mặc định đó là aptX HD và ngoài ra thì mọi người có thể là ấn vào đây để chuyển sang cái tiêu chuẩn là SBC nếu như mà ưu tiên cái sự ổn định. Bây giờ thì mình sẽ vào app nghe nhạc để demo cho mọi người những cái thao tác cảm ứng của cái tai nghe này nhé. Đầu tiên là với thao tác một chạm thì cái thao tác này sẽ giúp mọi người có thể là chơi nhạc hoặc là tạm dừng nhạc cũng như là nghe hoặc là ngắt cuộc gọi nhé. Đây mình chạm này, một này. Đó, nhạc đã được chơi rồi và chúng ta có thể là chạm bên tay phải nó cũng tác dụng tương tự thôi. Thêm lần nữa này. Tiếp theo đó là cái thao tác ấn hai lần thì cái thao tác này sẽ giúp mọi người là chuyển sang bài hát tiếp theo. Và lưu ý giúp mình là cái thao tác này thì nó có tác dụng tương tự ở cả hai bên tai. 1, 2 này. Đó, chuyển sang bài hát tiếp theo rồi. Tương tự như vậy, tai bên phải cũng vậy thôi. Nó cũng sẽ chuyển sang bài hát tiếp theo. Còn muốn quay trở lại bài hát trước đó chúng ta đã nghe thì sao? Mọi người sẽ chạm giúp mình 3 lần nhé. 1, 2, 3 này. Đó, tương tự với tai bên phải thì chúng ta cũng sẽ chạm 3 lần như vậy. 1, 2, 3 này. Đó, chúng ta quay trở lại bài hát trước đó. Và với cái thao tác cuối cùng đó là chạm giữ thì cái thao tác này nó sẽ có tác dụng khác nhau ở trên cả hai tai. Thì đầu tiên là với tai bên trái thì nó sẽ là chuyển qua lại giữa các chế độ là xuyên âm và chống ồn. Thì rất tiếc là ở đây nó không hiển thị trên màn hình và nó chỉ có tiếng thông báo ở trên tai thôi. Khi mà mọi người ấn giữ thì nó sẽ có tiếng tinh gái để báo hiệu cho chúng ta biết là nó đã chuyển chế độ. Còn đối với tai bên phải thì nó sẽ là gọi dạng trợ lý ảo. Đây mình sẽ ấn giữ này. Đó, nó đã gọi trợ lý ảo của smartphone rồi. Thì đó là toàn bộ những cái thao tác cảm ứng của hai cái tai nghe này. Thì thực ra mình thấy nó rất là dễ dùng và đơn giản. Tiếp theo thì mình sẽ vào cái phần mềm của cái tai nghe Bauer Enwicking để xem là cái phần mềm đi kèm của tai nghe này nó có những tính năng gì nhá. Ở đây thì mình đã tải sẵn cái phần mềm nó rồi. Đó là app Music Bauer Enwicking. Và khi mà vào app thì mọi người sẽ phải đăng ký một cái tài khoản. Mọi người có thể dùng email của mình để đăng ký. Và đây là cái giao diện chính này. Thì mình thấy là cái app này nó không có quá nhiều tính năng để chúng ta có thể là vọc vạch hay là tùy chỉnh đâu. Đây chúng ta có tắt bật chống ồn này, hiển thị thời lượng pin, rồi tên thiết bị kết nối này. Thì tai nghe này nó sẽ có cái tính năng đó là kết nối đa thiết bị. Thì mọi người có thể là kết nối qua lại giữa hai thiết bị thì nó sẽ hiển thị thêm một cái thiết bị thứ hai nếu mà anh em kết nối ở trên này. Bên dưới thì nó sẽ là một số các cái mục về postcard hay là anh em mà muốn nghe radio thì chúng ta ấn sang đây. Đây mọi người ấn sang mục này nhé. Đó thì nó sẽ có postcard, radio hay là music. Thì anh em có thể là liên kết những cái mục này ở những cái nền tảng streaming như là Spotify hay là Apple Music được. Tiếp theo nữa là cái mục cài đặt. Thì ở đây chúng ta có cái phần thêm thiết bị này, update firmware, tài khoản, rồi một số cái đường link liên kết, rồi một số cái hướng dẫn cũng như là thông tin về app thôi. Nói chung là không có gì để chúng ta có thể là vạch vạch nhiều hơn. Dưới cùng của cái mục đầu tiên này thì sẽ có mục là pass through, anh em có thể ấn vào. Ở đây thì nó sẽ cho chúng ta tắt bật chống ồn, tùy chỉnh cái mức độ cao và thấp của cái tính năng xuyên âm. Và cuối cùng là tắt bật cái sensor cảm biến tiệm cận để khi mà chúng ta tháo tai nghe ra, có thể là dừng nhạc hoặc là tắt cái tính năng đó đi thì mọi người có thể là điều chỉnh ở đây. Đổi tên thiết bị, đó, nói chung là những cái tính năng rất là cơ bản thôi. Mình thấy là cái tai nghe này nó không có quá nhiều các cái thứ mà chúng ta tùy chỉnh như là trên cái app của Sony hay là của Audio Technica. Một cái lưu ý nhỏ cuối cùng đó là khi mà sử dụng những cái dòng tai nghe như thế này thì anh em nên sử dụng những củ sạc điện áp thấp. Thì mình có trình bày trong nhiều video rồi. Thì nếu anh em sử dụng củ sạc điện áp cao thì cũng sẽ được thôi. Tuy nhiên là nó sẽ làm cho nhiệt độ pin nóng lên nhanh chóng và như vậy thì cái tuổi thọ pin chúng ta nó sẽ bị giảm đi đáng kể. Và bảo quản tai nghe thì anh em cũng sẽ nên để những chỗ nó khô thoáng và tránh xa nguồn ẩm thì nó sẽ được bền hơn. Thì đó là toàn bộ những cái nội dung mà mình muốn chia sẻ trong video này. Hy vọng là có thể giúp anh em sử dụng cái tai nghe này một cách nó đơn giản và hiệu quả hơn. Còn bây giờ thì cảm ơn mọi người đã theo dõi và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.